lực thôi nhá. Mời ở bên đằng đằng trên một quả súp DAE 340 này, mình đang đánh với công suất đầu tư là 1000 đến 1500 W. Đây là mẫu đẩy, có thể nói là nghe hay bay đẹp, đánh công suất khỏe, qua đánh tốt là 2 cặp súp, là 1 cặp súp cộng với là thêm 2 cặp full 30 thoải mái thôi nhá. Gọn nhẹ và giá thành chỉ có là 6 triệu đi hơn 6 triệu một tí thôi. Nói chung anh em liên hệ giá tốt nhất thị trường Việt Nam. Rồi tắt đi cho anh ấy. Rồi, đây mở cho anh lắp này. Mở anh lắp lên. Em tắt để mình quay đi bên trong rồi. Thì vừa rồi Hiếu Minh mới chỉ đấu một kênh thôi này. Đây. Xoay anh có đẩy gì cầm kéo kéo đẩy làm tí. Đi thổi đổ bây giờ. Đây mình đấu một kênh nhá. Nha, với công suất cuốn đẩy này rơi là 1000 đến 1200 W một kênh. Thì các bác đánh tốt, một kênh đánh một quả súp 40 đơn hoặc một kênh đánh một quả súp đơn 50 thôi nhá. Không phải chụp kênh đâu. Đánh một kênh đơn thôi. Một tín hiệu vàng. Mở lắp ra cho anh. Thì như ngay đầu video bác nghe phần Hiếu Minh đang test cái phần súp thôi, vì thì đánh giải súp mới là quan trọng. Vì đánh full thì đối dòng này thì tiếng quá hay là khỏe rồi, vì đánh vào súp thì phải đẩy khỏe mới đánh được. Nhất là Hiếu Minh lại review trên cho bác con đẩy súp DAE này, Hiếu Minh có súp 340. Con súp này thì ăn với công suất giờ 1000 đến 1500 W một kênh không nhá. Thì mình đánh được quả súp này. Thì hiện tại em đang review đến toàn thể các bác một mẫu đẩy phiên bản 2024 ADH, đây là hàng chính hãng nhập khẩu nhá. D4.12, con này với công suất cho ra là 1100 đến 1200 W một kênh luôn nhá. Một kênh con này có thể đánh được tốt một quả 40 đơn. Đấy, hoặc quả súp này này, hoặc một quả súp đơn 50, hoặc một cặp loa 30 một kênh thôi nhá. Và điều quan trọng nữa thì mình đang sell cho anh em mức giá vô cùng hợp lý. Bình thường góc mua với những con đẩy với công suất nó lớn như thế này. Chú này dây nguồn chưa? Cứ công suất lớn như này thì bác phải đánh phải chi ra giá tiền nó đâu đó khoảng suýt soát là chục triệu rồi. Thì hôm nay Hiếu Minh đang sell cho anh em mức giá là mức giá là 6 triệu hơn 6 triệu một tí thôi. Thì là hơn 6 triệu một chút thôi. Các bác sử cho mình con đẩy công suất cho ra 1100 đến 1200 W một kênh. Rất là khỏe, chính hãng nhập khẩu, được bảo hành 1 năm các nhá. Tất cả số lượng hàng về nguyên đài các nhá. Tất cả chính hãng nhập khẩu ấy nhá. Em về mấy chục con. Để quay đến tổng thể các bác anh em chơi. Đã mẫu súp mẫu đẩy cũng như là mời em đánh giá rất là cao. Sắp tới đây sẽ là mưa làm gió thị trường, cũng như là cái giá thành vô cùng hợp lý cho bác anh em chơi phân khúc gia đình này, sự kiện đều được các bác nhá. Thì đối dòng này thì các bác nào thích những con đẩy, thứ nhất mạch nó bền, nghe nó hay, khỏe và giá thành hợp lý, thì con đẩy này đáp ứng tất cả tiêu chí cho các bác luôn. Thứ nhất là mạch nó bền là sao, vì sao? Vì sử dụng mạch của nó là mạch class H các bác nhá. Mạch class H ạ. Mạch class H là dòng chạy bằng hệ thống sò này. Là nó bền các bác nhá. Cái thứ hai nó khỏe. Khỏe đây là công suất là lớn. Cái dòng này thì công suất là lớn các bác nhá. Công suất nó giờ chạy tổng cộng là 80 sò. 2 4 6 8 10 10 10 20. Nghe là 80 sò cả bù áp các bác nhá. 20 20 20 40 40 40 80 sò. Riêng phần tụ của nó mới nhiều này, 2 này, 4 này, 6 này, 8 10 12 là 24 tụ. Đấy, 24 tụ ấy. Thì số của nó là 12.000 80V là 12.000 microfarad. Số tụ rất là cao. Tất một con đẩy chất thì bác nhìn từ cái dây dợ này bọc rất là cẩn thận luôn. Họ làm rất tỉ mỉ, bọc hết này bác này. Dây dẫn nguồn thì nguồn đồng thôi nhá, nguồn thì nguồn đồng. Thì đây sản phẩm hàng chính hãng nhập khẩu. Mà đằng trước Mika, à quên. Quên mất cắm cho anh cái nguồn lên. Em quay hết nội thất rồi. Những con này thì em tự tin khoe với bác cả ruột luôn, vì gọi là nghe hay bày đẹp và các bác có thể nhìn được bằng mắt thường, nhưng nhìn thấy luôn là cái ruột nó rất là hầm hố ạ. Quả ruột rất uy tín luôn. Đấy, chứ không phải nó suông được. Rất khỏe nhưng nó phải thực tế thực chiến, bằng cách đoan nó sử dụng là bao nhiêu sò. Đấy. Ruột nó gấu này. Cắm chưa?
Và điều quan trọng nữa, con này có màn hình các bạn, mức giá hợp lý mà có màn hình cho anh em chơi. Màn hình thì nó hiển thị đây. Đây là chữ áp này. Đây 100% này. Dòng này sụ mạch hát mà chạy rất là êm rồi nhá. Bốn quạt gió nó chạy êm ghê các bạn. Đây bác nhìn này. Đây bác vặn này. Như bác điều chỉnh có thể chính xác đến một đến từng mili luôn, bác nhìn chưa? Ví dụ là kênh 2 bác muốn lên lên đây. Kênh số B đây. Gần hết pin rồi. Đấy, nhà bác có thể điều chỉnh theo mili luôn. Đấy, điều chỉnh chính xác luôn rồi, em đang bật A, B nhé. Là 16 dB nghe cái phần âm lượng. Đấy, thì bên kênh C cũng vậy. Bác muốn điều chỉnh lên là mình theo điều chỉnh mình ý muốn mình hết. Nghe chính xác đến từng chi tiết luôn. Thông số luôn đấy, em điều chỉnh đúng 16 luôn, thấy chưa? Nó khác với các chiếc áp thì khi bác điều chỉnh nó cân này thì cái chiếc áp nó sẽ chính xác là các vế ra đều luôn bác nhá. Đấy, nhiều khi nào cũng như cái vạch không là bác nhìn lệch một ít các bác không cảm nhận được. Và con này thì mặt của nó, mặt đằng trước này là Mika màu đen rất đẹp luôn, đúng tất cả các tiêu chí luôn, nghe hay bày đẹp trên một con đẩy khỏe bền đẹp. Đấy, những gì mà em miêu tả về con đẩy này. Và đây có thể là một mẫu đẩy mà sắp tới sẽ là mẫu đẩy chiến lược bên Liên Hữu Đô để bán cho anh em với mức giá phân khúc tầm trung, mở giá vô cùng hợp lý, khỏe, bền. Đây hàng mới tinh thôi nhá. Tất cả hàng mới tinh nguyên đai, em hiểu mình chỉ mở một chiếc ra thôi, mở một chiếc để review ruột khoe đến toàn người bác thôi. Còn tất cả là hàng mới tinh nguyên đai, nguyên hộp. Đấy, em mở một con ra thôi. Đây. Con đẩy chính hãng của ADH D1.12 với công suất 1.100 đến 1.200W một kênh. Đánh được tốt một cặp mò bát 30, đánh được tốt một quả súp một kênh đấy ạ. Đánh được tốt một quả súp đơn 40 một kênh, đánh được tốt một quả súp 50 đơn một kênh. Rất là khỏe luôn các bạn. Và điều quan trọng giá tốt nhất thị trường Việt Nam. Anh em có nhu cầu liên hệ với Đô nhá. Hôm trước các bác cứ bảo là bao giờ Hiếu Minh về, hôm trước thì em có đẩy VVK thì sắp mai về tiếp. Thì cái mẫu đẩy VVK ấy với mẫu này em sẽ bán thông xong, nghe chất lượng hai con xem nhau mà giá thành êm. Sắp tới này em sẽ có hai sản phẩm ở phân khúc tầm trung, phân khúc đẩy khỏe mà giá thành hợp lý. Đây là sản phẩm hàng chính hãng nội địa China. Đấy. Một đèn ADH bác nhá, mặt Mika D1.12, hàng nhập khẩu. Bác nhìn bên ngoài từ tem ADH này. Hàng nhập khẩu về tem phụ này. Bác nhá, tem phụ nhập khẩu về thôi nhá. Anh em có nhu cầu liên hệ với Đô nhá. Và xin thân ái chào bác nhá. Ngay phần đầu video thì cái dòng này ấy, riêng dòng mạch glass ấy, nó là phân khúc mạch cho ra cái chất âm rất là hay. Đánh súp nó cũng hay, mà đánh full nó cũng hay. Đánh full thì tiếng sáng, đánh súp thì tiếng đầm. Vì tại sao? Vì nó sử dụng là nguồn, nó hoàn nguồn xuyến. Đấy. Và hệ thống sò. Con này thì dùng hệ thống sò của nó là sò LJV kép nhá. Sò LJV kép. Đây dòng sò đến từ thương hiệu dòng sò của Mỹ. Sò LJV là dòng sò của Mỹ các nhá. Đấy. Nên cái tiếng nó ra rất sáng và sạch. Nghe là cái dòng sò này đánh hợp, full hợp mà súp cũng hợp anh nhá. Đấy, dòng sò của Mỹ này. Chạy tổng 80 sò và đến 24 tụ được nguồn. 24 tụ. Anh em có nhu cầu liên hệ với Đô nhá. Và xin lái chào tạm biệt ạ.